Phát triển giáo dục là yếu tố căn bản để phát triển xã hội và xây dựng sức mạnh quốc gia. Trên thế giới, về lĩnh vực giáo dục được đổi mới hàng ngày nhờ áp dụng công nghệ tiên tiến. Hòa chung với dòng chảy thế giới, với mục tiêu kiến tạo và hiện đại hóa nền giáo dục nước nhà, VNPT mang tới hệ sinh thái giáo dục số VNEDU 4.0 là chìa khóa giải quyết bài toán chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục dựa trên quyết định số 131 QĐ-TTg ngày 25 tháng 1 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tại Nghệ An, vào ngày 3 tháng 2 năm 2021, Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An và VNPT Nghệ An đã thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông giai đoạn 2021-2025 là sự kiện đánh dấu mối quan hệ hợp tác chiến lược mang tính chiều sâu giữa VNPT Nghệ An và Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An. Đến nay, đã có nhiều giải pháp chuyển đổi số được triển khai tại các cơ sở giáo dục và trường học các cấp trên địa bàn. Với phương châm lấy học sinh và giáo viên làm trung tâm, hệ sinh thái số VNEDU 4.0 đã ứng dụng công nghệ tân tiến, cung cấp các giải pháp toàn diện, nâng cao trải nghiệm cho cả ba khối quản trị số, học tập số và dịch vụ số. Trong khối quản trị số, hệ thống quản lý nhà trường VNEDU sẽ đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, điều hành của nhà trường dựa trên công nghệ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng giáo dục, cũng như tạo được sự kết nối giữa nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Hệ thống ứng dụng đầy đủ các công nghệ 4.0 mang tới bộ tính năng khổng lồ, gồm quản lý hồ sơ nhân lực, học sinh, quản lý quá trình học tập và chuyên cần, cung cấp các biểu mẫu báo cáo theo đúng thông tư, biểu mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hỗ trợ quản lý thu, chi, thanh toán không tiền mặt, triển khai ứng dụng OTT, kết nối nhà trường và phụ huynh, quản lý bữa ăn dinh dưỡng, quản lý sức khỏe học sinh, quản lý thiết bị, quản lý khen thưởng, hỗ trợ các cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục trong công tác kiểm định chất lượng, hỗ trợ giáo viên thực hiện rà soát phổ cập giáo dục, từ đó hình thành dữ liệu giáo dục đầy đủ, là tiền đề để kết nối thông suốt với cơ sở dữ liệu của Bộ Giáo dục và cơ sở dữ liệu của tỉnh. Cổng thông tin điện tử nhà trường VNEDU Portal là trang thông tin điện tử khối giáo dục nhằm giới thiệu quảng bá hình ảnh các đơn vị giáo dục, tích hợp các thông tin về giáo dục theo một phương thức thống nhất, thông qua một điểm truy cập duy nhất đối với người sử dụng. Hệ thống cổng thông tin điện tử với công nghệ hiện đại, đảm bảo tính linh động trong quản trị và tính tương thích với thiết bị di động từ phía giao diện người dùng cuối, dễ dàng mở rộng phát triển các tính năng mới. Hệ thống lưu vết đầy đủ tới từng thao tác, cho phép tổ chức mô hình phân cấp đơn vị đa chiều, có thể áp dụng cho mô hình giáo dục các cấp, từ cấp bộ đến cấp sở, phòng giáo dục và trường học. Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục là công cụ hỗ trợ hiệu quả các cơ sở giáo dục trong công tác tự đánh giá và các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trong công tác đánh giá ngoài. Hệ thống giúp tin học hóa quá trình kiểm định chất lượng giáo dục từ cấp trường đến cấp sở giáo dục, xác định cơ sở giáo dục đạt mức đáp ứng mục tiêu giáo dục trong từng giai đoạn, lập kế hoạch cải tiến chất lượng, duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường, công khai dữ liệu về tình trạng chất lượng trường học cho các cơ quan quản lý nhà nước và xã hội, công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học nhằm khuyến khích đầu tư và huy động các nguồn lực cho giáo dục, góp phần tạo điều kiện đảm bảo cho trường trung học không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục. Trong xu thế đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến mục tiêu chuyển đổi số toàn ngành giáo dục, dịch vụ tuyển sinh đầu cấp của tập đoàn VNPT xây dựng nhằm tin học hóa quá trình nộp và xử lý hồ sơ tuyển sinh đầu cấp của các trường học từ cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Hệ thống được phát triển và tích hợp liên thông dữ liệu giữa các trường học và cơ quan quản lý như phòng giáo dục, sở giáo dục, bộ giáo dục, hỗ trợ nhà trường quản lý hồ sơ và cung cấp số liệu liên quan tới công tác tuyển sinh được dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện. Dịch vụ tuyển sinh đầu cấp giúp sở, phòng giáo dục số hóa ngành giáo dục, khởi tạo và cấu hình kỳ tuyển sinh, kiểm soát các thông tin trong kỳ tuyển sinh tập trung, quản lý danh sách và tiến độ xử lý hồ sơ của tất cả các trường thuộc thẩm quyền quản lý, theo dõi thống kê báo cáo trực quan. Nhà trường quản lý hồ sơ theo thời gian thực, có thể xem và xử lý hồ sơ nhanh chóng, chính xác, giúp tiết kiệm công sức và tính năng chuyên nghiệp, hiệu quả trong công việc của đội ngũ giáo viên. Phân lớp tự động đối với hồ sơ trúng tuyển theo tiêu chí do nhà trường thiết lập, sau đó dữ liệu được đẩy vào hệ thống quản lý thông tin trường học VNPT, giúp chuẩn hóa dữ liệu truy xuất hệ thống từ khâu đầu vào, giảm thiểu áp lực sổ sách cho giáo viên, chủ động giờ giấc nhập thông tin, quản lý xuyên suốt toàn bộ tiến trình học tập và phát triển của học sinh. Phụ huynh học sinh nộp hồ sơ online dễ dàng, thay thế hồ sơ giấy, giảm thiểu thời gian cũng như công sức đi lại.
tra cứu tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu học sinh, lớp học của trường, quản lý danh sách hồ sơ đã tạo và trạng thái tương ứng của từng hồ sơ, tra cứu thông tin chi tiết hồ sơ, trạng thái hồ sơ và phản hồi của trường, nhận thông báo về trạng thái hồ sơ trên app VNEDU Connect hoàn toàn miễn phí. Bên cạnh đó, để cung cấp cho Sở Giáo dục công cụ quản lý kỳ thi một cách trực quan, đầy đủ và chính xác, hỗ trợ hội đồng tuyển sinh các trường học dễ dàng quản lý, theo dõi công tác tuyển sinh, giải pháp thi tuyển tập trung đã được triển khai với rất nhiều chức năng tiện ích. Các tính năng được xây dựng với mục đích tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 một cách khép kín, bảo mật với đầy đủ các quy trình như dự tuyển, tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo và xét tuyển thí sinh sau khi có kết quả thi. Hệ thống đảm bảo quản lý toàn vẹn dữ liệu kỳ thi, quản lý toàn diện quá trình thi tuyển và kiểm soát đầy đủ thông tin, tăng tính minh bạch cho kỳ thi. Hệ thống thi tuyển tập trung giúp tin học hóa quá trình nộp và nhận hồ sơ của học sinh, trường học, hỗ trợ sở, phòng, nhà trường quản lý hồ sơ và cung cấp số liệu liên quan tới công tác tuyển sinh được dễ dàng và nhanh chóng. Ứng dụng thi tuyển tập trung đã thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy, mọi thông tin được lưu trữ online, giúp tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm nhân sự và giảm thiểu công sức thủ công. Hệ sinh thái giáo dục số VNEDU còn mang tới giải pháp hồ sơ số giáo dục là công cụ hỗ trợ nhà trường quản lý tập trung, lưu trữ các loại hồ sơ, sổ sách điện tử, đồng thời nhà trường có thể tải lên các tệp hồ sơ giáo dục và thực hiện ký số. Dịch vụ hồ sơ số giáo dục bao gồm hai chức năng chính là hồ sơ giáo dục và quản lý giáo án. Hồ sơ giáo dục gồm các quyển sổ cơ bản dành cho nhà trường theo thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, chức năng hồ sơ giáo dục mang tới các tính năng quản lý các quyển sổ cần thiết của nhà trường trong một module tập trung, kết chuyển các quyển sổ sang dạng PDF để thực hiện ký số một cách dễ dàng và toàn vẹn dữ liệu. Chữ ký được quản lý trên hệ thống, người dùng có thể tùy chỉnh chữ ký, thay thế sổ giấy, ký số sổ sách online từ xa với chữ ký số theo tiêu chuẩn châu Âu, ký mọi lúc mọi nơi, trên mọi thiết bị. Chức năng quản lý giáo án giúp quản lý danh sách giáo án của nhà trường. Tại đây, giáo viên có thể tải và lưu trữ các bản mềm giáo án, hỗ trợ cho việc tra cứu, tìm kiếm thuận lợi và dễ dàng tham khảo. Đồng thời, quản lý giáo án giúp ban giám hiệu, tổ trưởng theo dõi và phê duyệt nhanh chóng, hiệu quả. Lãnh đạo nhà trường cũng có thể trực tiếp ghi chú các nội dung giáo viên cần chỉnh sửa trong giáo án để nâng cao chất lượng. Các giáo viên cũng có thể theo dõi trạng thái phê duyệt giáo án từ cấp cao hơn. Hệ thống quản lý trung tâm là cổng thông tin quản lý về tất cả các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm du học, trung tâm kỹ năng sống trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đây là điểm truy cập tập trung của Sở Giáo dục và Đào tạo về thông tin và các chương trình đào tạo của các trung tâm. Hệ thống giúp quản lý các thông tin như giáo viên, lớp học, thông tin về các chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, giúp các cấp lãnh đạo có thể nắm bắt kịp thời chất lượng đào tạo và nhân sự tại các trung tâm trên địa bàn. Hệ thống quản lý thiết bị là giải pháp giúp các trường học, cơ sở giáo dục thực hiện quản lý các loại thiết bị như thiết bị trình chiếu, thiết bị âm thanh, dụng cụ, đồ dùng, đồ chơi, văn phòng phẩm tại đơn vị, cập nhật theo dõi tình trạng hỏng hóc, mất, tiêu hao, theo dõi tình trạng mượn, trả thiết bị, theo dõi tình trạng sửa chữa, nâng cấp thiết bị, tình trạng thanh lý, tăng, giảm, kiểm kê thiết bị. Bên cạnh đó, hệ thống còn giúp trường học kết xuất các loại báo cáo thống kê một cách nhanh chóng, chính xác về tình hình mượn phòng, mượn thiết bị, các thiết bị quá hạn trả, lịch sử số lượng các thiết bị đã báo hỏng, mất, tiêu hao. Hệ thống giúp lãnh đạo nhà trường và cán bộ quản lý có thể theo dõi, quản lý các loại thiết bị một cách trực quan, rõ ràng, kết xuất các loại báo cáo nhanh chóng, giảm thiểu công sức thủ công trong quá trình quản lý thiết bị tại các trường học. Trong khối học tập số, hệ thống học và thi trực tuyến mang tới sự đổi mới vượt bậc trong công tác dạy và học, hình thành những lớp học thế hệ mới, kết nối trí tuệ toàn thế giới, tái tạo niềm vui thú trong học tập của cả học sinh và giáo viên. Hệ thống học và thi trực tuyến là giải pháp toàn diện hỗ trợ nhà trường triển khai hiệu quả học tập và đánh giá trực tuyến, đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa học tập. Trong đó, ứng dụng VNEDU Content mang đến kho tàng kiến thức không giới hạn thông qua hệ thống ngân hàng câu hỏi để thi trắc nghiệm. Không dừng lại ở đó, VNEDU LMS còn có ứng dụng dạy và học trực tuyến 3D giúp giáo viên biên soạn bài giảng hấp dẫn, chuyên nghiệp, học sinh được tiếp cận kho học liệu, thư viện hình ảnh, video ngoài các nội dung được học trên lớp. Hệ thống quản lý thư viện VNPT Lib được xây dựng cho phép tin học hóa, tự động hóa các nghiệp vụ, phục vụ và truy cập từ xa, giúp đơn vị quản lý nguồn lực thông tin trong thư viện hiệu quả,
nhằm hiện thực hóa xây dựng một hệ thống thư viện thông minh. Hệ thống có nhiều chức năng tiện ích, mang lại hiệu quả cao trong công tác quản lý và điều hành, khai thác tối đa các ấn phẩm, tránh dư thừa, lãng phí, giúp trao đổi dữ liệu và chia sẻ thông tin dễ dàng, giúp thống kê và báo cáo tập trung, nhanh chóng, chính xác. Trong khối dịch vụ số, dịch vụ điểm danh thông minh dùng thẻ Smart ID, vân tay, khuôn mặt kết hợp với phần mềm VNEDU là một tiện ích ứng dụng công nghệ thẻ thông minh, kết hợp với ứng dụng phần mềm và ứng dụng app cho điện thoại thông minh để nhằm mục đích ghi nhận giờ vào, giờ ra của học sinh đến lớp, đến trường, đồng thời còn là kênh phản hồi hữu ích cho phụ huynh, nhà trường để nắm bắt tình hình đi đến, đi về của học sinh. Đây là một công cụ rất hiệu quả để giám sát học sinh và con em đến trường, từ đó là căn cứ để phụ huynh và nhà trường nắm bắt, điều chỉnh, uốn nắn và giúp đỡ học sinh đi học đều, đầy đủ, nắm bắt kịp thời các biến động của học sinh. Dịch vụ sổ liên lạc điện tử là hình thức trao đổi thông tin giữa nhà trường và phụ huynh học sinh thông qua phần mềm quản lý giáo dục Việt Nam VNEDU. Dịch vụ cho phép phụ huynh và học sinh nắm bắt các thông tin, thông báo từ nhà trường về tình hình học tập, sinh hoạt của học sinh. Sổ liên lạc điện tử được tập đoàn VNPT hỗ trợ triển khai đến các trường học trên toàn quốc với mục đích đưa ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý và điều hành, nâng cao chất lượng dạy và học. Hệ thống cũng được thiết kế và xây dựng tối ưu nhằm mang lại lợi ích và trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Ngoài ra, dịch vụ sổ liên lạc điện tử còn giúp gắn kết mối quan hệ giữa phụ huynh và nhà trường, từ đó đưa ra những biện pháp cải thiện tình trạng học tập của con em được tiến bộ hơn. Giải pháp học bạ điện tử là ứng dụng nằm trong hệ sinh thái giáo dục thông minh VNEDU 4.0, giúp nhu cầu số hóa toàn diện học bạ thông qua ký số và ký dấu. Học bạ điện tử có những ưu điểm vượt trội như cho phép cấu hình thông tin xuất sổ học bạ phù hợp nhu cầu từng trường, từng cấp học, kết chuyển học bạ sang module học bạ điện tử theo lớp, học sinh, nhanh chóng và toàn vẹn dữ liệu, cho phép giáo viên ký số học bạ nhanh chóng, tính bảo mật cao và toàn vẹn dữ liệu, dễ dàng truy xuất khi cần, cung cấp thống kê báo cáo tình hình ký số học bạ tới từng học sinh. Giải pháp học bạ điện tử giúp giáo viên tiết kiệm thời gian, giảm áp lực sổ sách, dễ ký học bạ mọi lúc mọi nơi thông qua nhiều hình thức ký số hiện đại. Ngoài ra, giáo viên có thể kết chuyển dữ liệu theo đa dạng cấu hình tùy chỉnh, đáp ứng nhu cầu đặc thù riêng của từng đơn vị, mang lại sự yên tâm khi đưa vào sử dụng đối với nhà trường. Học bạ điện tử mang lại lợi ích trong việc quản lý, tiết kiệm chi phí in ấn, quản lý sổ sách, thuận tiện lưu trữ, tăng tính chuyên nghiệp. Với phụ huynh và học sinh, học bạ điện tử giúp phụ huynh có thể dễ dàng theo dõi được tình hình học tập của con em mình. Việc triển khai học bạ điện tử sẽ giúp các sở, phòng giáo dục và đào tạo dễ dàng quản lý thông qua các báo cáo thống kê, qua đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số cho ngành giáo dục. Ứng dụng kết nối mầm non VNEDU Kids giúp phụ huynh có thể theo dõi hành trình tới trường của con em mình. Bên cạnh đó, ứng dụng còn cung cấp cho giáo viên công cụ quản lý trẻ từ lúc vào trường đến khi ra trường, bằng các tính năng như tuyển sinh đầu cấp, quản lý hồ sơ trẻ, quản lý y tế, sức khỏe, quản lý bữa ăn, thực đơn của trẻ, quản lý kế hoạch giáo dục trẻ, chấm phiếu bé ngoan và nhận xét định kỳ trẻ, đánh giá phát triển trẻ, quản lý trẻ hoàn thành chương trình mầm non. Hệ thống cũng hỗ trợ xây dựng các loại hồ sơ sổ sách như sổ theo dõi trẻ đến nhóm lớp, sổ theo dõi chất lượng của trẻ theo chuyên đề, sổ sức khỏe của trẻ, sổ đánh giá phát triển trẻ, sổ kế hoạch và giáo dục. Hệ thống được liên thông với sở, phòng giáo dục và cơ sở dữ liệu ngành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ đó việc tổ chức quản lý các dữ liệu minh bạch và khoa học, dễ dàng cung cấp các báo cáo theo quy định, giảm thiểu công tác thống kê, tổng hợp thủ công, tốn nhiều công sức và thời gian so với hệ thống quản lý truyền thống trước đây. Là một hợp phần trong hệ sinh thái chuyển đổi số giáo dục VNEDU của tập đoàn VNPT, ứng dụng kết nối mầm non VNEDU Kids và các phần mềm khác đang được sử dụng hiệu quả tại nhiều trường học trên cả nước, tạo môi trường tương tác hiện đại, kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh. Với định hướng đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong trường học, tiến tới số hóa mạnh mẽ toàn ngành giáo dục, tập đoàn VNPT triển khai chức năng thanh toán học phí trên ứng dụng VNPT Money nhằm mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Phụ huynh truy cập App Store hoặc CH Play để tải ứng dụng VNPT Money. Sau đó, đăng nhập vào ứng dụng, tại trang chủ chọn học phí VNEDU. Phụ huynh tiến hành nhập mã học sinh rồi chọn tra cứu. Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin học sinh. Phụ huynh tiến hành kiểm tra thông tin hóa đơn, rồi chọn, xác nhận và tiếp tục. Sau đó, phụ huynh nhấn thay đổi để chọn nguồn tiền thanh toán. Tiếp theo, phụ huynh nhấn chọn thanh toán để xác nhận và tiến hành thanh toán.
sẽ có một mã số OTP gửi về số điện thoại. Phụ huynh nhập mã OTP và chọn xác nhận OTP. Như vậy là phụ huynh đã thanh toán thành công học phí cho con em mình. VNPT Smart CA là dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo mô hình ký số từ xa, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bảo mật của châu Âu và các tiêu chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông. VNPT Smart CA sẵn sàng tích hợp với các phần mềm, ứng dụng giúp khách hàng thực hiện các giao dịch ký số một cách an toàn, thuận tiện. Trong hệ sinh thái giáo dục số, VNPT Smart CA đã được tích hợp với các giải pháp như hồ sơ số giáo dục, học bạ điện tử, giúp nhà trường và giáo viên ký số hồ sơ, học bạ một cách nhanh chóng, dễ dàng. Chỉ cần một nút bấm, hệ thống sẽ tự động căn chỉnh, chọn vị trí ký phù hợp và tạo ra những file dữ liệu đã được ký số. Ký số VNPT Smart CA không sử dụng token, giúp các thầy cô có thể ký hồ sơ, học bạ nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi. VNPT Smart CA cũng không cần cài đặt phần mềm, các thầy cô có thể thực hiện các thao tác ký số một cách dễ dàng, thuận tiện. Dịch vụ ký số từ xa VNPT Smart CA mang đến cho khách hàng đa dạng các giải pháp, đáp ứng nhu cầu và khả năng đầu tư của cá nhân, cho đến tổ chức, doanh nghiệp, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại, đàm phán, ký kết hồ sơ, hợp đồng, nâng cao hiệu suất làm việc. Nhằm góp phần vào quá trình đổi mới phương thức quản lý nhà nước, hệ sinh thái giáo dục số VNEDU còn mang tới hệ thống trung tâm điều hành giáo dục VNEDU IOC, giải pháp thiết lập thông tin toàn ngành giáo dục, giải quyết bài toán cơ sở dữ liệu rời rạc, không tập trung, khó khăn trong quá trình báo cáo thống kê tại địa phương. Với hệ thống VNEDU IOC, mỗi sở giáo dục, phòng giáo dục, trường học sẽ có một hệ thống điều hành riêng biệt, kết nối dữ liệu với các hệ thống quản lý trường học của các nhà cung cấp khác nhau trên địa bàn, tạo một cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất và duy nhất, đảm bảo cung cấp thông tin quản lý đầy đủ, tin cậy và kịp thời. Đến nay, hệ sinh thái giáo dục số VNEDU 4.0 đã mang về những kết quả ấn tượng, chiếm thị phần vượt trội không chỉ tại địa bàn Nghệ An mà còn chiếm thị phần vượt trội trên cả nước. Hệ sinh thái giáo dục số VNEDU 4.0 còn được vinh danh và khẳng định chất lượng dịch vụ tại các giải thưởng cao quý trong nước và quốc tế. Chuyển đổi số trong ngành giáo dục tại Nghệ An nói riêng và tại Việt Nam nói chung đã và đang tạo ra những giá trị tích cực cho thế hệ trẻ, mở ra một thế giới vô hạn về khả năng và sự kết nối. Trong đó, với việc sở hữu các thành tựu công nghệ như Big Data, IoT hay Blockchain, hệ sinh thái giáo dục số VNEDU đang góp phần nâng cao sức mạnh trí tuệ Việt Nam, vượt tầm trí tưởng tượng, kế thừa sự truyền thống, đổi mới và hòa nhập với nền giáo dục hiện đại của kỷ nguyên công nghệ số trên toàn thế giới. VNPT Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành cùng ngành giáo dục tỉnh Nghệ An trong quá trình chuyển đổi số,